Khang ơi, cậu làm rơi hộp bút của anh nè. Hả? Cảm ơn cậu. Sao cậu biết tớ? Cậu nổi tiếng mà. Ta nghĩ thằng bé cố tình trả lại hộp bút để được nổi tiếng chung đó. Hộp bút của anh hiếm lắm mà. Thì ra là vậy. Cậu giả giờ đụng mình rồi trả lại hộp bút của anh để được nổi tiếng đúng không? Mình phải cho tất cả mọi người thấy được bộ mặt thật của cậu. Đỡ được rồi. Còn có sao không? Thì ra đây chính là lý do mà chỉ số hạnh phúc ngày càng thấp đi. Ta đã điều tra, con thực sự không làm việc tốt mà chỉ đang đánh bóng bản thân thôi. Em chỉ giả giờ làm việc tốt để chia sẻ lên mạng xã hội. Ngoài đời thì em vẫn bắt nạt bạn bè. Mọi người sợ em nói xấu trên mạng xã hội nên đều tránh xa em đó. Tại sao con lại làm như vậy? Dạ, chú Khô-Lô chỉ con như vậy đó. Ta biết ngay mà. Em và Toàn đã đi điều tra như Mama Bay dặn. Thì tình trạng làm việc tốt chỉ để sống ảo rất là nhiều. Chính Khô-Lô là người đã xúi các bé. Hey, sao lại đổ thừa cho ta chứ? Nhờ ta mà chiến dịch chia sẻ yêu thương mỗi ngày được lan tỏa hơn. Làm việc tốt trên mạng cũng tốt mà. Nếu thực sự là tốt thì chỉ số hạnh phúc đã tăng rồi. Nếu vậy thì thôi, ta không tham gia nữa. Các ngươi tự tìm cách đi. Hả? Nhóm cùng côn rèn luyện mỗi ngày đã thất bại. Em đừng buồn, chúng ta đã làm hết sức rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại Lão Bụi mà cuộc thi đá banh rèn luyện sức khỏe biến thành sự cạnh tranh bạo lực. Ai cũng bất chấp chiến thắng mà chơi xấu lẫn nhau. Ngay từ đầu, hội ác nhân tham gia vào nhóm chúng ta là có ý đồ. Nhắc tới là tức. Chiến dịch nào thất bại thì chúng ta đều bị mọi người đổ thừa, trách móc, trong khi chính hội ác nhân là người gây ra rắc rối. Em nghĩ là chúng ta phải cảnh báo cho MrK biết. Đúng rồi, chúng ta phải báo cho người đứng đầu hành tinh biết. Đây là Gia Đình Nông Dân Siêu Phàm. MrK triệu tập tất cả mọi người có việc gấp. Mọi người đã đến rồi sao? Ngài gọi chúng tôi đúng lúc lắm. Chúng tôi có thông tin cần thông báo cho ngài biết. Chính hội ác nhân đã âm thầm phá hỏng chiến dịch việc tốt của chúng ta. Không ngờ Gia Đình Nông Dân Siêu Phàm lại nói xấu chúng ta như vậy. Thật là buồn quá đi. Như vậy còn gì là chia sẻ yêu thương nữa. Hả? Ta gọi mọi người đến đây để bàn công việc. Chúng ta đã phát động chiến dịch việc tốt được một thời gian, nhưng chỉ số hạnh phúc không tăng mà còn giảm xuống mức báo động. Tất cả là tại hội ác nhân. Hội ác nhân đã âm thầm phá hoại chúng ta. Mọi người bình tĩnh. Ta cho rằng trách nhiệm lớn nhất thuộc về Gia Đình Nông Dân Siêu Phàm. Hả? Tại sao lại là chúng tôi chứ? Gia Đình Nông Dân Siêu Phàm là người đề xuất và lãnh đạo chiến dịch việc tốt. Nếu kết quả chưa tốt thì Gia Đình Nông Dân Siêu Phàm phải chịu trách nhiệm. Ta đã nghe báo cáo từ hội ác nhân và âm thầm điều tra. Chính vì không tin tưởng hội ác nhân mà Gia Đình Nông Dân Siêu Phàm đã không lắng nghe ý kiến của họ. Có mà, Papa Bự có lắng nghe ý kiến của ta chứ bầu. Im mau cái thằng ngu này. Ta nghĩ Gia Đình Nông Dân Siêu Phàm không phù hợp để tiếp tục cuộc thi này. Ta cần một giải pháp khác. Tôi phản đối. Đúng là chỉ số hạnh phúc chưa thay đổi, nhưng chúng tôi đã rất là nỗ lực. Ta đã quyết định chiến dịch việc tốt sẽ bị hủy. Khô-Lô đã trình bày cho ta một vài kế hoạch mới và ta rất thích. Cảm ơn ngài đã tin tưởng chúng tôi sẽ không phụ lòng ngài. Chúng ta hãy đổi tên chiến dịch là Ác Nhân Làm Việc Tốt. Ác Nhân Làm Việc Tốt nghe thật là hay mà. Ngay cả chúng ta còn làm việc tốt được thì không ai là không thể. Xin chào những con người trái đất. Cái gì vậy? Ta có một thông điệp nghiêm trọng cần thông báo. Hết hồn chưa? Các ngươi bị ta lừa rồi có đúng không? Đây là túi trúc cun phiên bản giới hạn, vô cùng hiếm có. Có đẹp không nào? Có thích không nào? Thích lắm đúng không? Mà chưa hết đâu, ta còn rất nhiều món quà khác. Cho ta nổi kem với, hiếm khi được lên tivi mà. Chỉ cần tham gia làm việc tốt cùng hội ác nhân thì ta cũng đều có cơ hội nhận quà. Màu tránh ra, làm việc tốt để nhận quà quá dễ đúng không nào? 100% có quà. Quán hô, hô hô hô, quán hô, quán hô hội ác nhân, quán hô. Bây giờ ai cũng nghe lời hội ác nhân hết ba mẹ ơi. Mẹ cảm thấy đây là một âm mưu khác. Tạm thời chúng ta án binh bất động, đợi xem tình hình thế nào. Án binh bất động là gì hả ba? Là ngồi yên không làm gì đó con gái. Dạ. Các ngươi làm tốt lắm. Gia đình nông dân siêu phàm đã thất bại và mất uy tín. Chúng ta đã tiến gần